Thề vợ chồng thì đúng giờ đúng giấc, không đốt cháy giai đoạn. Em thì thích đốt cháy giai đoạn thôi. ABCD. Dạ, ABCD theo từng bước là cái gì tới cái gì đó. Đúng ngay bom giờ đó luôn. Sợ là sau này ảnh hưởng với con. Đúng là coi như 2, 6, 3, 5, 7 đó. Dạ đúng rồi, cứ cách đều vậy đó. Vậy đó, kiểu như chủ nhật có ấy không? Dạ hên xui rồi. Hên xui. Chủ nhật double. Chào hai em, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Lê Quang Vinh, năm nay em 28 tuổi, em về đến từ Bến Tre. Còn hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở quận 9. Hay còn em? Xin chào anh Quốc Thuận và chị Vân, em tên là Đỗ Ngọc Khánh Linh, năm nay em 25 tuổi, em cũng đến từ Bến Tre. Hiện em đang làm việc tại Bình Dương, cũng sinh sống tại quận 9 ạ. Như vậy là hai em là đồng hương với nhau? Dạ, gần nhà, nhà cách nhau, chỉ khác phường thôi. Vậy thì hai em nói cho chương trình biết là hai em quen nhau trong trường hợp nào? Cũng là tình cờ đấy. Thì em học khoảng năm 2 đại học. Cái em mới tham chung với mấy anh chị mới về trường cấp 3, trường Nguyễn Chiểu cấp 3 để mà tư vấn tuyển sinh. Thì lần đó là em có gặp Linh được đúng một lần, nhưng mà hai đứa gần như không có ấn tượng gì hết. Sau đó đúng 1 năm em cũng quay về trường đó nữa. Lần sau thì Linh là học lớp 12, đúng ngay đợt mà em tư vấn tuyển sinh cho Linh luôn. Wow. Cái xong tư vấn với Linh lon ton đi theo nhóm đi tư vấn trường khác luôn. Nhưng mà em có ấn tượng gì về ảnh không? Dạ không. Lúc đó em đang thích một anh khác nữa. Là đi chung với anh hay sao? Đi chung với anh kia thì anh này mới đi chung với bạn cấp 3 của em. Thì cũng có về nhà em chơi nhưng mà chẳng có ấn tượng gì hết. Thì lúc đó anh xấu anh đen lắm anh. Vậy sao mà mối tình chớm nở? Thì bắt đầu tụi em mới gặp lại vào lúc em vào đại học. Và cũng học chung trường với anh luôn. Nhưng mà lúc đó em thi vào đó với những lý do là có cái anh em thích học ở đó, chứ không phải gì anh này. Lúc đó em mới vào ở ký túc xá. Thì anh này cũng ở ký túc xá luôn. Em ở lầu 1, thì anh này ở lầu 3. Anh mới bắt đầu nhắn tin cho em. Thì em là sinh viên khoa ngoại ngữ, thì anh này mới nhắn tin bằng tiếng Anh. Nhưng mà nhắn sai chính tả, mà em vẫn trả lời. Tới bây giờ vẫn còn sai sau bao nhiêu năm. Vậy ta nhắn tiếng Việt đi cho nó khỏe không? Thì lúc đó mới bắt đầu hai đứa trở nên thân hơn. Rồi bắt đầu nhận kêu anh này bằng anh hai, xưng bằng Út. Có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau, rồi đi chơi với nhau suốt gần 1 năm trời. Rồi đến lần đó là 1 tháng 4, thì em mới nhắn một cái tin cho anh này, nói là I love you. Anh này không trả lời gì hết. Tại sợ đó. Nói chung là hôm đó chắc anh này tưởng là em nhắn cho anh này có một mình. Em thực ra em nhắn nhiều người lắm, chứ không phải vì anh này. Ủa, cái cảm giác của em lúc mà em nhận được cái tin đó là sao? Lúc đó thì cũng quen, biết nhau cũng mấy tháng rồi, đi chơi rất là nhiều rồi. Thì bắt đầu cũng có nảy sinh tình cảm chút. Nhưng mà ngày tất cả tháng 4 mà ngay ngày đó nữa, thì mình cứ để im đi. Thì hôm sau mình hỏi dò thử. Cái ngày 2 cái hỏi dò dò sao, cái cuối cùng cái em quyết định luôn. Có nghĩa là ngay ngày 2 anh hai sẽ nói úp cho anh hai nắm tay. Không, hôm trước. Hôm trước ta đốt giai đoạn đó. Quen nhau bao lâu thì mới cưới? 5 năm rưỡi. Trời ơi. À đúng rồi, phải học hết đại học rồi cưới đúng nhau rồi. Đúng không? Trong 5 năm đó thì tình cảm của các bạn có sóng gió không hay là trơn tru bằng phẳng? Có một thời gian thì sau khi ra trường, thời gian quen là em ở gần ảnh không có nhiều. Tại vì lúc mà ra trường á là ảnh về dưới Đồng Nai ảnh làm. Lúc đó em vẫn là còn là sinh viên năm thứ 3. Thì một tuần ảnh về với em một lần. Có khi trong tuần thì lúc nào em nhắn tin, có khi buồn quá thì ảnh chạy về khoảng 2 tiếng rồi anh chạy xuống. Còn có khi thì nếu bữa nào em rảnh thì em bắt xe buýt xuống với chỗ ảnh 2 tiếng đi xe buýt. Xong rồi về mà khóc hoài à. Lúc đó có bữa thấy ảnh mặc nguyên một đồ xưởng á, nào là mùi mồ hôi đồ, về thăm mình cảm động lắm. Rồi sau 6 tháng thì ảnh mới quay trở lại Sài Gòn. Làm việc được khoảng 1 năm ở đây thì bắt đầu ảnh qua một công ty mới. Thì lúc đó ảnh lại về Tiền Giang làm. Wow. Có nghĩa là trong 5 năm rưỡi thì yêu xa nhiều hơn đúng không? Dạ, khoảng 3 năm rưỡi yêu xa. Tại vì em thấy quen nhau lâu, em đã ra trường rồi. Bắt đầu lúc đó em đã đi làm được khoảng 1 năm rồi. Em mới nói là anh có tính chuyện lâu dài với em gì không? Anh nói có, nhưng mà không phải bây giờ. Tại vì anh nói con gái ra trường nó thường hay thay đổi lắm. Thì lúc đó em mới cứ hỏi anh hoài. Thì trong cái đợt đó thì tiếp phần cho anh kể về cái màn cầu hôn của tụi em. Sao Vinh? Em cầu hôn là đợt đó cũng là ra biển rồi. Ăn uống và đã cái bắt đầu đi chơi ra tới biển chơi. Em cũng chuẩn bị sẵn nha, em cầm được cái nhẫn bỏ túi quần nha, giấu cái đây. Hai đứa đang lang thang tính chạy ra biển rồi, cái em nắm tay Linh giật lại, bắt đầu tính quỳ xuống rồi. Em cũng muốn làm vợ anh không? Rồi em trả lời là, sao? Lúc đó em gật đầu thôi, tại sợ anh quê thôi. Thì luôn là sau lúc đó là về là cưới luôn đó đúng không? Dạ đúng rồi, nói chung là tụi em quyết định cưới cho đến lúc đám hỏi khoảng tháng là về. Hai bên gia đình bất ngờ lắm. Nhưng mà tại vì lúc đầu tụi em quen á thì hai bên gia đình cũng có hỏi tuổi rồi.
Tại vì tuổi con ngựa với con gà nó không có hợp nhau. Hai bên gia đình cũng tỏ vẻ không là gọi là không cấm cản nhưng mà cũng không thích lắm. Nhưng mà do tính ảnh sống theo lối suy nghĩ mới là tức là đâu phải cặp nào cũng con gà với con ngựa là không sống được với nhau. Người ta chỉ đề cập đến cái cặp nào mà nó không được hạnh phúc thôi, còn những cặp hạnh phúc đâu có ai nói tới. Nên tụi em quyết định cưới luôn. Tụi em ở với nhau được bao lâu rồi? Dạ 6 tháng rồi. Vì bây giờ có thấy gì tật xấu với nhau chưa? Thấy nhiều cái gì? Nhiều. Quá trời ơi, nhiều. Cũng 5 năm không thấy mà về ở với nhau là thấy. Dạ, 5 năm yêu xa không mà sao yêu thấy xa được. Về là lộ ngay liền. Ngay bữa đầu tiên cái tính máy móc vẫn cứ áp dụng đều. Tới quan hệ vợ chồng thì đúng giờ đúng giấc. Không đốt cháy giai đoạn. Em thì thích đốt cháy giai đoạn thôi. ABCD. Dạ ABCD theo từng bước là cái gì tới cái gì đó. Đúng ngay bon giờ đó luôn. Sợ là sau này ảnh hưởng đến con. Đúng là coi như 2, 4, 6, 3, 5, 7 đó. Dạ đúng rồi, cứ cách đều vậy đó. Vậy đó, chủ nhật cũng có ấy không? Dạ hên xui rồi. Hên xui. Chủ nhật double hả? Thì có nghĩa là phải 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 còn chủ nhật là anh tùy hứng. Rất là tính nó rất là khoa học. Anh nói là nhiều quá thì sau này để con sợ nhỏ, tại vì hai đứa to con mà hai bên bà ngoại với bà nội nhỏ con, sợ đẻ ra nói sau này ba mẹ ăn hết của con rồi con bé tí. Trời ơi, em tính gì luôn á hả? Có nghĩa là rất là nguyên tắc nè. Rồi còn cái gì nữa? Dạ ở dơ. Ở dơ mới là ảnh hưởng tới con đó. Chứ còn 2, 4, 6 đó mới là không ảnh hưởng, đúng nhưng không em? Nhưng mà nguyên tắc thì đúng ra là phải sạch sẽ chứ. Dạ đây rồi. Đúng là nguyên tắc sạch sẽ của anh. Đúng 24 giờ mới tắm. Tức là hôm nay dù cho dơ cỡ nào thì 24 giờ sau mới tắm. Là hôm nay tắm 6 giờ. Mặc dù cho sáng mai có vật lộn hay là lăn lê bòi lết ở đâu giờ đó, thì đúng 6 giờ sau mới đi tắm. Trời ơi, nguy hiểm quá. Và một ngày chỉ tắm một lần. Và giặt đồ cũng phải theo lịch và xả theo quy trình. Ngâm một lần giặt, tiết kiệm nước cho bút sách, chi tiêu rất là bài bản. Hồi xưa lúc mà quen nhau á là ít khi nào mà tặng em món quà quá 500 ngàn luôn. Nhiều khi em giận về vấn đề đó, tại vì nó thấy người ta là tặng quà cho bạn gái mình á, nào là nhẫn dây chuyền đồ này kia, ảnh không bao giờ, chỉ dẫn đi ăn hoặc là mua quần áo đơn giản thôi. Thì sau này mới biết ra nguyên tắc của ảnh là khi cưới mới tặng vàng. Cưới rồi mới tặng vàng. Đó là nguyên tắc của ảnh. Còn ăn đây là kỷ lục, lúc mà tụi em ở ký túc xá ăn cái tô khi nào ăn nữa rồi mới rửa. Ăn nữa rồi mới rửa. Để thí vậy đó. Dạ cái tô đó lúc mà về sống với em vẫn còn. Sau gần 10 năm chinh chiến với ảnh thì vẫn còn. Nhưng mà sau khi về với em là em cho nó vô gốc rồi. Ngộ ha, chồng em có những cái nguyên tắc rất là ngộ. Rồi coi gì nữa. Dạ đối với em thì như vậy là tạm thời là hết. Tạm thời là hết, tức là vẫn còn rồi đó. Thôi bây giờ tạm thời, bây giờ cho Vinh. Linh có tật xấu gì không? Cái đầu tiên á là cái bữa đầu tiên mà về nhà chồng, sáng dậy ba mẹ chồng 5:30, 6 giờ dậy, chồng cũng 6 giờ dậy, chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp nhà các thứ, chuẩn bị bàn ăn uống xong rồi vô đập mấy lần mới chịu dậy. Dậy ăn xong rồi ngủ tiếp. Do bị mất sức hay sao mà mệt mỏi? Dạ bữa đó mà anh còn kêu em dậy 3 giờ sáng nữa hả? Thôi cái đâu 3 sáng. Dạ bữa đó là phá nguyên tắc đúng không? Dạ đúng không? Bởi vì người ta mệt, người ta cảm như bữa đầu tiên không mà. Đó những ngày sau cũng vậy luôn á, cứ về ngủ với nhà chồng rồi như là cứ 8, 9 giờ mới dậy, đúng rồi mọi người dậy chuẩn bị hết rồi. Rồi còn gì nữa? Cái nữa là vợ rất là ngăn nắp, tính em thì em không có được vậy, vợ là cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ, đụng đâu cũng dọn. Vậy là đối với em cái đó là tính tốt hay là tính xấu? Tính xấu. Ủa sao vậy? Ngăn nắp quá, mình xong việc rồi mình dọn lần quá. Còn này là ăn tới đâu dẹp tới đó. Ăn tới đâu dẹp tới đó. Hay cằn nhằn, vụ đó là cứ cằn nhằn với em mà vợ mà về quê bữa mà em ở đó thì bữa sau lên là đầu tiên đi ngó trong phòng trước, có gì đó mà chết chết là bắt đầu nhăn em trước rồi có tính gì tính. Rồi tiếp theo, cái tôi của vợ em nó hơi cao chút, khi mà có vấn đề mà mình tranh luận với nhau á, không chịu dàn xếp với nhau mà cứ muốn cãi cho tới cùng vậy đó. Chi tiêu của vợ em sao? Vợ em chi tiêu hơi nhiều, thích mua đồ mà mua xong nhiều khi bỏ đó không tìm xài, hơi bị hoang phí phải không? Dạ, nhiều khi cũng có cái tật đó là mua nhiều khi em quên có cái áo đó em lại mua một cái giống y chang nữa. Rồi bây giờ em mong muốn ở Vinh thay đổi điều gì? Em mong muốn là khi mà ảnh trong cách cư xử á lắng nghe em hơn xíu nữa, bớt nguyên tắc lại là sống ví dụ chỉ mỗi việc tắm thôi, khi nào mình dơ thì mình đi tắm thôi, chứ không phải là 24 tiếng hay là giặt đồ là phải nhiêu như vậy. Bớt những cái nguyên tắc dạ đúng không? Ấu trĩ quá. Còn Vinh, em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ phải chịu lắng nghe một chút, tránh những cái xung đột mà vợ bớt cái tính là hay nóng giận.
Cái thứ hai là em muốn vợ tiêu xài mà có tính toán trước, và cái nào cần mình mua, chứ không phải cái nào muốn thì mua. Chị thấy như vậy nè, ở đây á, rõ ràng vợ thì có những cái không thể hiểu được em, bởi vì em có một số những cái nguyên tắc mà nó gần như là cái bức tường thành mà vợ em không thể nào mà phá nó ra được. Cho nên vợ em cảm thấy rất là bực mình với cái chuyện đó, là vì vợ em không thể hiểu được những cái điều mà gọi là sâu lắng nhất, hoặc là những cái điều mà vợ em muốn tìm hiểu về em. Ngược lại thì em làm cái điều đó bị gọi là bị quá, tức là bị hồ hởi quá đó. Thì ở đây cái phương pháp nó chưa được đúng, không phải là không đúng mà nó hơi bị nhanh quá. Với một cái người chồng mà cái cuộc sống của anh nó nguyên tắc quá lâu như vậy, nó có nền tảng từ xưa rồi, thì mình phải phá từ từ. Chứ mình không thể nào mình dùng búa tạ mà mình đập được liền, là cái phản ứng của người ta là ta phải bảo vệ ngay lập tức. Đúng không em? Cho nên rằng mình phải từ từ, mình mưa dầm thấm lâu. Thì cái việc của tụi em sau ngày hôm nay là tụi em phải chịu khó ngồi nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau một cách tụi em tưởng tượng như tụi em đang yêu nhau để tìm hiểu đi. Bây giờ mình được yêu gần rồi đó, mình không phải yêu xa nữa. Và làm đúng phương pháp, chứ đừng có ồ ạt quá, đối phương sẽ sợ. Hả Linh ha? Em rồi. Cứ từ từ nha. Cảm ơn hai em nha. Cái cách mà đưa thuốc, đưa quan tâm mình kỳ lắm. Em có chồng không? Có. Thuốc nè, cháo nè, ừ vậy đi. Rồi cái bỏ đi tê. Sau khi cưới rồi và tới thời điểm bây giờ, em thấy quyết định em ở nhà chồng là đúng. Cuối cùng bây giờ em không biết em là con ruột hay là Và không biết cặp vợ chồng đầu tiên của chương trình Vợ Chồng Son tuần này là ai? Mời quý vị khán giả chúng ta dành một tràng pháo tay cùng chào đón cặp vợ chồng thứ nhất. Trời ơi. Rồi thôi, bữa nay tụi mình ngồi thôi để cặp rồi, này nói. Rồi hân hoan chào mừng các em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em cái gì cũng vậy, em cũng làm nhiều cái vợ em hết đó, mời giới thiệu trước. Dạ em chào anh chị, em chào khán giả đang ở trường quay. Em tên là Lê Như Khánh Uyên, em năm nay 29 tuổi và hiện tại em đang làm công việc là nhân viên văn phòng. Ấy còn em? Vậy là nói đầu tiên thì tôi phải coi xuống bị, không có lời nói đầu quen, tiên bị quen sân khấu. Dạ em xin phép chào Diêm Dân, Trần Quốc Thuận, chào tất cả quý khán giả có mặt trong chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay ạ. Em tên là Thanh Tân, mà tên đầy đủ của em là Phan Thanh Tân. Em còn có nickname là A Chề, Tân Chề, muốn kiểu gì chề cũng được. Dạ. Hôm nay nhiêu tuổi Tân? Dạ, em hôm nay 31 rồi. Đó. 31. Dạ. Thôi, thật ra là anh em biết nhau rất nhiều. Dạ. Nhưng thật sự anh ở đây là anh cũng chia sẻ với Tân luôn. Anh chưa hề biết cái tình yêu của hai đứa bắt đầu như thế nào. Và anh không hiểu tại sao em lại quen với một hot girl như Quyên. Trời ơi, em quái lắm anh. Cũng cái tháng năm này. Cách đây... Tôi muốn chề đi. Nói đi. Cách đây 6 năm tại Cao Lãnh Đồng Tháp. Chúng em vô tình gặp nhau và quay phim chung. Nhưng mà vậy là ấn tượng đầu tiên khi mà em vừa chợt thấy vợ em như thế nào, em nói đi. Ghét liền. Sao ghét? Em hồi xưa là em cũng là diễn viên của sân khấu Nụ Cười Mới. Dạ thì thời điểm đó là sân khấu Nụ Cười Mới là cũng diễn cũng rất nhiều vở hay này nọ. Thì vợ em là lúc đó cũng là mới sinh viên trong trường đó, thì gặp em hay nói là trời ơi, diễn viên Nụ Cười Mới tới, còn bây giờ kiểu giống như là có em mới vậy đó. Em không ưa. Còn em sao cưng? Em nói đi Quyên. Em cũng đâu có thích gì đâu chị. Tại vì cái kiểu như ảnh là tỏ vẻ ta đây á, kiểu như ta diễn viên nhiều người biết lắm. Chỉ có như tụi em là diễn viên mới ra trường, bắt đầu mới đi phim là chỉ biết một vài người thôi, còn ảnh là từ trên dưới biết hết. Tại vì em á thì em đóng phim từ năm 2004 thì đa số là như anh quay phim hay này nọ em biết hết. Đi vô bạn khỏe không, bạn này kia là ơi khỏe anh bảy anh ba khỏe không, thì em chào bình thường đúng không chị? Đâu có liên quan gì đâu thì em chào anh bảy anh ba này kia nọ. Nhưng mà thể hiện lắm chị. Em thể hiện nào đâu đúng không? Như anh Bin, hỏi khỏe không anh Bin? Bữa giờ có quay phim gì không? Bữa giờ có quay phim mới nào không chị? Vậy thôi đó. Em đâu có biết đâu, thành làm sao em nói chuyện được. Mà tự nhiên không nhưng mà em. Bản thân em là không biết từ ảnh đi phim từ lúc nào. Thấy ồn ào quá, thấy ghét. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi, luôn sô bô lắm. Nhưng mà em có để ý tới cái bờ môi chè của dạ không? Không. Em chỉ ghét cái tính thôi à. Anh Bin biết tính em rồi đúng không? Em lúc nào cũng vui vẻ quá, thân thiện lắm. Đúng không? Em lúc nào cũng chào hỏi người ta đàng hoàng. Bây giờ cả hai bạn không ưa tại sao lại thích nhau? Quay một khoảng thời gian thì em bệnh. Off hôm đó cái ảnh lên đoàn, ảnh mới hỏi mọi người là em đâu. Không thấy, tại vì mỗi ngày mà hai đứa không cự nhau là không chịu được. Rồi anh hỏi em sao? Em chỉ nghe kể lại là ảnh quay về sớm để anh mua thuốc, ảnh mua cháo, ảnh tới tận phòng em để mà gõ cửa. Mà cái cách mà đưa thuốc, đưa quan tâm mình kỳ lắm. Em có chồng không? Có. Thuốc nè, cháo nè, ừ vậy đi.
rồi cái bỏ đi tay tay tay. Em không biết là ủa tại sao tự nhiên anh lại mua thuốc mua cháo cho em mà là biết em bệnh như vậy. Rồi giờ hỏi nó lý do. Em nói đi. Có phải là tạo nét không? Không, không phải. Phải không, cái này nó thiệt. Em thấy cũng thấy tội nghiệp. Tự nhiên hỏi đâu rồi, bệnh ở nhà mà ở khách sạn đâu có ai đâu mà lo lắng gì nọ. Cái em cũng tự nhiên đi về đó, tự nhiên thấy cái nhà thuốc mình nhớ nhớ, rồi ghé mua thuốc. Còn cái vấn đề mà đưa thuốc thì em có chồng không anh đưa thuốc đưa cháu này thôi em ăn đi, không lẽ giờ đứng em ơi vô câu giọng cổ không mới đưa nữa hả? Không phải hỏi thăm là em mà cũng phải tình cảm chứ. Càng không thích á, ghét giống như ghét nào chạy cho cái đó là vậy. Dạ cho nên nhưng mà em phải nhớ là em phải có một cái chi tiết nào đó thì em mới có thể giống tình cảm mình nó mới gãy được, đúng không? Chứ đâu tự nhiên mà khơi khơi được. Nói chung là cái khoảng thời gian nó cũng nói chuyện qua lại. Vì cái phòng mà em đây thì phòng của vợ em bên đây thì em có mặt trước có cái lan can á, em hay quay tới tối về cầm lon bia đứng lan can đứng tạo nét. Uống hết rồi nhìn nó chăng sao rồi vậy. Giống như là đúng hẹn canh ba là mình xuất hiện á. Cái chị cũng xuất hiện là chị ngồi đứng giả bộ phơi đồ này cái nọ. Chị là chị muốn ra gặp em chứ không phải gì hết á. Không, bây giờ mới hỏi Quyên nè, có đúng là như vậy không? Đúng rồi, em muốn bắt chuyện này tại vì trên đoàn phim là hai đứa đã như vậy rồi, để coi thử là cái về sau đoàn phim mình như thế nào. Sau cái buổi mà em bệnh đó thì em có cái nhìn khác, em có suy nghĩ khác về ảnh. Bắt đầu ảnh cởi mở với mình hơn, ảnh chia sẻ, ảnh nói nhiều chuyện hơn. Vậy theo em kể và theo Nguyên chia sẻ, chắc có lẽ là Nguyên chính là người chủ động cua em đúng không? Trời ơi, đừng hỏi nữa, gì kỳ quá. Đúng rồi anh. Em là được cái gái cua nhiều đó. Em cua cũng đâu có dễ đâu anh. Được cái độc mà lạ, không có được như em hết trơn á. Rồi, gây trở ngại và khó khăn cho em rất không, nhiều anh, luôn. Lúc của em rối anh thì sao Nguyên luôn sao? Giờ nghỉ trưa thì cái lớp học của anh thì con trai nằm trên bàn thì đang nằm bên này thì có anh Tân, em cho anh nghe bài này nè. Em cũng bình thường không suy nghĩ gì thì lấy cái tai nghe bấm vô cái nghe giọng cơ. Có một chút nhớ nhớ, có một chút thương thương. Là em có một chút rối rối trong người à. Bây giờ em nói là chết. Có một chút rối liền. Dạ, nói liền, rồi. Chết cha, cú này mình phải xử lý sao ta? Thực sự là em muốn ừ liền á. Em muốn ừ liền chứ để xảy. Nhưng mà ừ liền kỳ quá cho nên là em cũng chút rối rối cái... Để đi toilet cái. Chỉ có cách đó mới nhanh nhất thôi. Chỉ có cách đó mới nhanh nhất. Xong cái em suy nghĩ. Suy nghĩ trong toilet. Dạ, em quay qua nó lại. Bây giờ bắt đầu chúng ta tìm hiểu nhau nha. Rồi đó là dính em tới giờ liền, trời. Ủa nhưng mà nó đơn giản vậy thôi đâu. Đâu có đơn giản gì đâu anh. Đâu anh, em chơi chiêu liền. Em chơi chiêu là từ chiêu cuối luôn. Em giả bộ em nói là giờ em là anh có hai đứa con rồi. Vợ anh bỏ anh rồi. Hiện tại giờ anh cũng kiểu như là chưa có tính bước thêm bước nữa. Công phiền em rồi người ta thiên hạ duy nghị này nữa. Mấy cái phim Hàn Quốc em coi quải gì. Sao lúc Nguyên sao? Lúc em nghe vậy thì sao? Em nghe vậy thì em suy nghĩ, em chỉ trả lời là ok, con anh thì em nuôi, nó có vấn đề gì đâu. Trời ơi, em tuyệt vời vậy luôn á. Mà Nguyên lúc đó nó mới là 20 mấy tuổi. 23, 24 tuổi à. Thì lúc đó em lì lắm chị. Có nghĩa là em suy nghĩ trong bản thân mình là em thương ổng. Có thương mà không thể nào mà gọi là bỏ ổng á, mới là ngắn thôi. Nó làm gì mà em thương nó dữ vậy trời. Nói chung đến bây giờ em cũng không lý giải được. Không lý giải được. Em bị trúng cái gì của nó rồi chứ. Ngại. Trúng ngại hả? Ngại chê. Đến lúc nào thì em biết là cái đó là ổng giỡn với mình? Đến khoảng tụi em bắt đầu quen nhau khoảng tầm 3 đến 4 tháng. Ảnh có một người bạn thân ở chung phòng luôn. Em mới tìm hiểu. Em muốn biết anh ở đâu như thế nào. Rồi sau đó là em tìm tới cái nơi anh sống. Để coi xung quanh là môi trường sống của anh ra sao như thế nào. Rồi em sẽ đưa ra cái quyết định luôn. Thì khi đó em mới biết là anh nó xạo. Cái người bạn thân đó cũng nói là nó làm gì có vợ có con. Trời ơi, nó còn ham chơi, nó còn đi phim tùm lum hết, không có chịu sự ràng buộc gì đâu. Lúc đó mừng hay là dạ, hững hay là giận hay là gì? Em mừng lắm mà em đến mức độ em kêu được rồi, em sẽ chinh phục đến mức là anh phải cưới em cho bằng được chứ không thể nào anh bỏ em được. Rồi Tân, khi mà Quyên biết được em nói xạo thì cái phản ứng của em trúng số vậy? Em đâu thế nào đứng trước mặt vợ em nói là em ơi, những chuyện đó là anh nói xạo với em, em không làm nói được. Hên nhờ người bạn em nói giùm em. Chẳng qua là vợ em cũng hiểu được cái vấn đề là anh nói như vậy là chỉ muốn như vậy thôi, chứ không phải là nói dối hay lừa gạt em cái gì hết. Rồi bây giờ hỏi câu nữa nè. Trước khi mà em và Tân cưới nhau thì hai em có quyết định là đến trước với nhau không? Có sống thử với nhau? Em có chủ động. Em qua lại, em vẫn ở nhà trọ, vẫn qua nhà anh Tân. Để mà làm gì? Để em sinh hoạt với gia đình ảnh, coi thử là mình sống có được với nhà chồng hay không. Nhưng mà sau khi cưới rồi và tới thời điểm bây giờ em thấy quyết định em ở nhà chồng là đúng.
Cuối cùng bây giờ em không biết em là con ruột hay là không biết mình là rể hay là rể hay con ruột. Tại vì nàng ấy được cưng quá đúng không? Dạ đúng rồi. Như vậy là cái ngày đám cưới, cái đêm động phòng đó, nó còn cái gì gọi là bất ngờ với các em nữa không? Bất ngờ anh. Bất ngờ. Hai chồng đếm tiền không? Thì đám cưới ai mà đếm tiền? Đám cưới xong rồi đếm tiền xong ngủ tới sáng anh, đâu có gì đâu hết rồi. Không có gì luôn á. Còn một sự việc nữa anh, mà gì? Tại vì á nó vì đến bây giờ là nó hết quan trọng với ảnh rồi. Sao vậy? Là xỉn sau rồi. Đám cưới là mất Facebook. Mất Facebook xỉn ngủ luôn anh. Buồn quá. Tức là vừa mới dạ, cưới xong. Dạ, đám cưới xong một cái là mất Facebook. Chịu là nhiều khi á mấy nhỏ quen với bé hacker. Giận á, hiểu không? Bởi nói ai không thích hack Facebook. Rồi như vậy là các em đã cưới nhau bao lâu rồi? Mới cưới năm ngoái nhiêu anh? Năm ngoái. Tháng 6 là 1 năm anh. Vậy thì trong khoảng thời gian đó anh có tật xấu gì không Nguyên? Dằn mặt cái gì mà dằn? Em hồi nãy là em có bạn nhà rồi, khi mà anh tằng thẳng là em cũng nói thoải mái rồi vậy. Nguyên, có anh. Có. Nhiều lắm. Em kể đến khi nào em mệt thôi em. Ngủ là thánh gác luôn, coi em là cái gối ôm. Và đến khi ngủ là chỉ có ép sát em vô trong vách tường á. Một mình một giường ngủ quen rồi, bây giờ có vợ nữa ngủ cũng y chang vậy luôn. Không nghĩ là có vợ nằm kế nữa. Mà lúc đó là em khúc em đang ngủ đó là em mơ em đang đá banh. Đá banh rồi đó cho nên là nó bị lòi ra ngoài. Tiếp đi em. Còn gì nữa? Quần áo đi về không bao giờ mắc lên cái xào đồ hết. Cái này xấu nè. Cứ quăng đó nè. Trong khi có cái sọt để quần áo dơ mà không bỏ vô. Bừa bộn, nói... bê bối. Không, tại cái sọt đó sọt của vợ em, còn chỗ em là để đó, cái chỗ em xưa vợ đó rồi. Em không muốn cái đồ đạc của vợ em nó cực khổ mà để em giặt phải lựa từng cái. Nhưng mà đâu thể quy định cái của vợ cái của chồng em, được. Em gom lại chỗ, nhưng là lúc nào em muốn cần giặt đồ của chồng thì lấy khúc này quăng vô thôi. Còn của em thì em lấy cho nó gọn. Chứ mỗi lần giặt đồ cái này của anh, cái này của em dọn ra áo trắng, quần đen rồi nó có cực vợ em, cho nên em quyết định là em để chỗ một cái đó. Ai đi hốt rồi ai hốt đi. Em hốt với ai hốt đâu. Làm biếng làm việc nhà lắm anh, không bao giờ phụ vợ gì hết á. Lười biếng. Ở gì nữa nè? Một cái nữa là toilet ở nhà không bao giờ có cửa, cho dù lắp cửa lên cũng tháo cửa ra, không thích. Cái gì sao nó? Vậy sao vậy? Không phải cái chuyện mà cửa toilet thì vợ chồng cũng hai người mình ở đó thôi, gì cái toilet. Tại vì toilet cũng vậy hả? Cái phòng tắm nhà em ở trong cái phòng luôn. Trong phòng ngủ mình luôn. Dạ đúng rồi. Em thích vậy anh, cho nó mùi hương thoang thoảng á. Cái này là bệnh nè, cái này bệnh. Cái đó là áo là gì ạ? Nhưng mà em có thích không? Nó không đi. Mà thích phải không? Dạ thích. Đến ngay độ mà em thích cả cái mùi. Thích luôn cả cái mùi hả? Nghiện mùi luôn rồi. Dạ đúng rồi. Em nói thật là nhiều khi á, buổi sáng anh dậy á, anh có đi toilet hay gì đó, nhiều em ngủ mà em biết anh dậy rồi mà em vẫn chưa cảm nhận được cái mùi thì em hỏi, ủa anh vô toilet để làm gì? Anh kêu anh đi toilet mà, tại sao không có mùi? Bắt buộc toilet phải có mùi. Cái tật xấu đó, nhưng mà nó là một cái gì đó vui của hai đứa. Đáng yêu. Dạ, một tật xấu nữa. Gì là gì? Là đi nhậu về trễ. Em ở nhà khoảng tầm 10 giờ, 11 giờ là em mới gọi rồi. Đang dắt xe, cứ vậy đó, cứ hai câu đó nói hoài à. Mà em nhìn đồng hồ, ủa nửa tiếng. Một tiếng rưỡi chưa thấy về nữa. Mà cứ như vậy em nhắc từ lúc quen cho tới bây giờ vẫn vậy. Tại vì đi chơi bạn đông lắm, dắt tới đây gặp đứa bạn đá trống xuống nói chuyện chút xíu vừa tới bên kia. Nữa dắt nữa. Tới chê em phải vô em mến bạn. Không bây giờ mình về thì nói này được. Coi thường. Vô cái điện thoại. Biển khổ hả? Tiếp tục nữa. Anh Tân thích đếm tiền mà tiền lẻ. Ở nhà có một cái hộp đựng tiền lẻ, tiền đó để dành cho em hoặc là mẹ chồng đi chùa để bỏ tết công đức đó. Hai hộp lận. Tối nào về đổ ra, xào ra nhà bắt đầu ngồi đếm, rồi xếp. Trời mặt nào qua mặt đó. Mùi đáng yêu. Đến lúc mà xếp ngay rồi vẫn đổ ra lại ngồi đếm. Xếp lại. Dạ xếp lại. Mà tiền lẻ chị chứ không cái đâu phải tật xấu đâu em, là cái nết đáng yêu. Cái đó là em ghi hai hộp rõ ràng đàng hoàng. Từ hộp bên đây là từ 500 đồng, từ 1000, từ 2000, còn đây là từ 5000. Em có giấy tờ giấy em dán lại em ghi là tiền mua Âu Đì là từ 5000. Còn hộp mà 500 ngàn đó, ngàn. Tiền mua biệt thự đó. Dễ thương không? Không biết chừng nào mới mua được luôn. Nước mơ đó. Thấy thương quá ha. Hai cái hũ nhựa chị. Mặt nào ra mặt đó. Dạ đúng rồi, xếp mặt nào ra mặt đó. Bây giờ tới em nè. Tiếp. Giờ em có tật xấu gì không? Giờ em là tuyệt vời. Không có gì xấu hết. Ngoài chuyện nấu ăn thôi. Nấu ăn là giờ em nấu được nha. Mà nấu ngon nha, chứ không phải là gì mà chỉ có là chưa đủ trình độ nấu cho em ăn thôi. Ủa là sao? Ngon em nói thiệt, cái này là em nói nghiêm túc đàng hoàng nha. Nấu rất ngon mà chưa đủ trình độ. Tại vì mỗi lần là vô bếp một cái là
nhiều lắm, nhiều thứ lắm mà nấu ngon chứ, mấy lần tay quầy lắm, vừa tay trường đúng không, vừa tay quầy ra cái là mẹ em vô, con đi ra đi. Mẹ nấu cũng em ăn thôi, là mẹ nấu em ăn đó. Dạ. Cuối cùng là vợ bài không? Mẹ nấu. Dạ. Có nghĩa là em bài ra em nấu, nhưng mà em nấu đồ ăn hơi tỉ mỉ, hơi kỹ á, là em cắt hết cái này em bỏ qua cái chén, cắt hết cái kia bỏ qua cái dĩa, cứ vậy 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 đó, thì không biết khi nào mọi người mới được ăn. Là cái đó chiên trứng thôi nha chị, tập cái trứng bỏ vô cái chảo thôi, bốn năm cái chén vậy đó. Từ trước giờ em chưa bao giờ được ăn bữa ăn đàng hoàng từ lúc mà qua nhà em tới giờ. Tại vì không ông kịp để nấu, mẹ em nấu hết rồi. À, vậy là coi là chậm chạp. Rồi còn tật xấu gì nữa? Hết rồi. Vợ chỉ có nhiêu đó thôi. Vợ em có thích cắn em không? Có ghiền không? Em là ghiền, ghiền đếm tiền lẻ, còn vợ em nó có cái gì ghiền tương tự mà dễ thương vậy không? Ghiền dặn volume á. Là sao? Hay nhéo vú không? Volume á. Giống như TV đang lớn quá mà không chịu kêu bấm đồ mốt bấm mà là tự động TV nhỏ lại. Đau không? Tại tao không? Chứ em đang cầm đồ mốt mà dặn mày cắt nhỏ lại liền. Rồi bây giờ nhân đây thì mong muốn vợ thay đổi điều gì? Cái mong muốn của em nhất là như là vợ em có hai ngày nghỉ, thứ bảy và ngày chủ nhật, thì cái kiểu như em cũng muốn là vợ em một ngày nào đó xuống bếp làm đúng bữa tình soạn, mời mẹ em ăn một lần như vậy thôi. Dạ. Thế còn Quyên mong muốn Tân thay đổi điều gì? Em muốn anh Tân phải tập trung vào công việc hơn nữa, bớt ham chơi lại thôi. Còn những cái việc mà ảnh bê bối hay gì đó em có thể làm được hết. Chị thấy là chắc là những cái mối quan hệ đó như là ngoại giao đồ. Dạ đúng, nhưng mà ý là cũng phải có một chút dành thời gian cho gia đình, cho em vậy thôi, chứ còn bạn bè em vẫn cho đi chơi bình thường. Ok. Nói nghe nè, giờ đơn giản quá, hai cái mong muốn của tụi em giờ chị, em là ước mơ coi như thứ bảy chủ nhật em được nghỉ đúng không? Dạ. Bữa nào á chị nói em nói thì nấu ăn ngon rồi, em biết rồi, em khẳng định chị rồi, nó chỉ bị nó hơi chậm chạp thôi. Dạ. Thì giờ em làm bộ bữa nào đi em xuống em hù hở với nó đi, cho nó cái phần chậm nó bớt đi, cho đứng nó nấu vậy. Nhưng mà cái em sợ là em xuống em hồ hởi cái nữa là mẹ em đuổi hai đứa hồ ra ngoài kia luôn. Lén lút thầm lặng. Thì anh hy vọng rằng là các em cứ như thế này mà phát triển và giữ gìn, thấu hiểu nhau và nắm tay nhau đi với nhau đến hết cuộc đời này. Dạ. Nha Tân, nha Quyên. Cảm ơn chị.